Sáng nay, cơn bão Chami được dự báo có đường đi bất thường và có nhiều khả năng sẽ lật mặt để về phía biển thay vì tiến vào đất liền. Còn tại NBA, át hẳn nhiều người dù không tham gia buổi casting của đạo diễn Lý Hải cũng phải lật mặt để nộp đơn xin lỗi Klay Thompson. Bởi màn trình diễn điểm 10 chất lượng của anh trong trận đấu chính thức đầu tiên cho Dallas Mavericks thật không có gì để chê. Bước chân vào mùa giải NBA 2024-2025, Dallas Mavericks không chỉ mang trong mình những kỳ vọng từ một mùa hè sôi động với hàng loạt sự bổ sung nhân lực, mà còn đón chào một ngôi sao đã từng làm mưa làm gió trong suốt thập kỷ qua, Klay Thompson. Trận đấu mở màn với San Antonio Spurs không chỉ đơn thuần là một trận đấu khởi đầu cho Mavericks, mà còn là sân khấu để Thompson chứng minh giá trị thực sự của mình sau khi rời khỏi Golden State Warriors. Với hàng loạt sự hoài nghi và những chỉ trích nặng nề về phong độ giảm sút, Thompson đã đứng trước cơ hội không thể tuyệt vời hơn để xóa tan tất cả những lời dị nghị bằng một màn trình diễn đầy cảm xúc và ấn tượng. Sau 13 năm thi đấu xuất sắc cho màu áo của Golden State Warriors, Thompson ra mắt khán giả tại một sân nhà mới và nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt khi anh chính thức được giới thiệu trước trận đấu. Klay chia sẻ, một cảm giác phấn khích ngập tràn, đó là một trải nghiệm đặc biệt. Bạn chỉ có thể trải qua khoảnh khắc ra mắt một lần duy nhất và được cảm nhận sự ủng hộ từ khán giả như vậy là điều tôi sẽ mãi trân trọng. Sau 13 năm thi đấu cho Golden State Warriors, nơi anh đã cùng Stephen Curry tạo nên triều đại Splash Brothers bất diệt, Thompson ra đi trong sự tiếc nuối của nhiều người, nhưng cũng có không ít người nghi ngờ về tương lai của anh. Những năm gần đây, Thompson đã phải đối mặt với những chấn thương nghiêm trọng, cụ thể là chấn thương dây chằng ACL và Achilles đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của anh. Nhiều người tự hỏi liệu Klay Thompson có thể trở lại với phong độ đỉnh cao như trước đây, hay anh đã trở thành cái bóng của chính mình. Trong giai đoạn tiền mùa giải, sự lo lắng về phong độ của Thompson càng gia tăng. Trong 3 trận đấu khởi động, anh chỉ ghi trung bình 7 điểm mỗi trận và đạt tỷ lệ ném 3 điểm không mấy ấn tượng với chỉ 33%. Những người hâm mộ Warriors cảm thấy rằng họ đã đúng khi để anh ra đi, trong khi Dallas vẫn chưa thấy được những gì tốt nhất từ tay ném huyền thoại này. Ngay cả Stephen Curry, người đồng đội thân thiết một thời, trong một lần ca ngợi người đồng đội mới Buddy Hield, cũng vô tình đưa ra phát biểu khiến nhiều người hiểu rằng anh thiếu niềm tin vào Thompson. Không có Klay, chúng tôi cần một tay ném, dù sao chúng tôi cũng cần một tay ném. Lời nói này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và không ít người cho rằng Curry đang ngầm ám chỉ người đồng đội cũ của mình. Sự vui mừng của fan Warriors với sự xuất hiện của Buddy Hield vô tình để Thompson vào một áp lực không hề nhỏ. Hield được kỳ vọng sẽ thay thế Thompson trong vai trò một tay ném chủ lực và những lời ca ngợi dành cho Hield dường như khẳng định rằng Warriors đã thực hiện một quyết định đúng đắn. Nhưng điều đó không có nghĩa là Thompson sẽ chấp nhận số phận này. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho khoảnh khắc thay đổi câu chuyện và trận đấu mở màn mùa giải mới chính là thời điểm để chứng minh điều đó. Trong khi bên ngoài mọi người đang bàn tán về sự sa sút của Klay Thompson, thì bên trong phòng thay đồ của Dallas Mavericks, niềm tin vào anh vẫn rất mạnh mẽ. Người đặc biệt tin tưởng vào Thompson hơn ai hết chính là Luka Doncic, ngôi sao sáng giá nhất của Mavericks và cũng là trụ cột của đội bóng này. Doncic không chỉ đánh giá cao khả năng tấn công của Thompson mà còn nhìn thấy ở anh một cầu thủ có thể thay đổi diện mạo của toàn bộ đội bóng. Ngôi sao người Slovenia chia sẻ, Klay là một cầu thủ dễ chơi cùng, anh ấy làm mọi thứ trở nên dễ dàng hơn cho tất cả mọi người. Với niềm tin này, Doncic không chỉ kỳ vọng rằng Thompson sẽ tỏa sáng, mà anh còn sẵn sàng trở thành người đồng đội hỗ trợ để giúp cho Thompson tìm lại phong độ cao nhất của mình. Khi trận đấu bắt đầu, Klay Thompson không mất nhiều thời gian để thể hiện rằng anh đã sẵn sàng cho màn trình diễn lớn. Chỉ sau vài pha bóng đầu tiên, anh đã đút túi 2 cú ném thành công, bao gồm một cú ném 3 điểm từ góc sân. Sự chính xác và tự tin của Thompson trong mỗi pha bóng khiến mọi người phải ngạc nhiên. Không còn là tay ném đang loay hoay tìm lại cảm giác, Thompson giống như một phiên bản tái sinh của chính mình, mạnh mẽ, quyết đoán và cực kỳ hiệu quả. Thành tích của Thompson trong trận đấu với Spurs là minh chứng rõ ràng nhất cho sự hồi sinh của anh. Anh ghi được 22 điểm chỉ trong 26 phút thi đấu, đạt tỷ lệ ném 7/13 và đặc biệt ấn tượng với 6/10 cú ném 3 điểm. Những cú ném từ ngoài vòng bán nguyệt của Thompson không chỉ chính xác mà còn mang lại sự tự tin cho toàn đội. Mavericks dẫn trước Spurs 21 điểm sau một cú ném 3 điểm thành công của Thompson ở hiệp 4, được kiến tạo bởi Luka Doncic. Đây không chỉ là sự khẳng định về khả năng của Thompson mà còn là bằng chứng rõ ràng cho sự hợp tác ăn ý giữa anh và Doncic. Trong đó, khoảnh khắc Luka Doncic truyền cho Klay và ăn mừng ngay lập tức, chưa cần người đồng đội số 31 tung cú ném, không chỉ là một mà tận 2 lần, các camera bắt được khoảnh khắc đó. Như thể một lời khẳng định rằng Luka tin tưởng tuyệt đối vào Klay và Klay cũng đáp lại tấm chân tình đó khi không bỏ phí 2 đường dọn cỗ của Luka. Doncic tự tin chia sẻ sau trận, tôi biết chắc cú ném đó sẽ thành công, đơn giản là vậy thôi. Việc Thompson phá kỷ lục về số cú ném 3 điểm thành công trong một trận ra mắt của Mavericks với 6 cú ném càng khiến cho màn trình diễn của anh trở nên ấn tượng hơn. Đối với nhiều người, đây không chỉ là một trận đấu hay, mà còn là lời khẳng định rằng Klay Thompson vẫn là một trong những tay ném vĩ đại nhất NBA. Những lời chỉ trích về sự suy giảm phong độ của anh có lẽ đã bị thổi phồng quá mức. Anh không chỉ trở lại mà còn trở lại một cách rực rỡ. Ngoài khả năng ghi điểm, Thompson còn chứng minh rằng anh vẫn là một cầu thủ phòng ngự xuất sắc. Dù đã 34 tuổi và từng phải đối mặt với những chấn thương nghiêm trọng, Thompson vẫn giữ được sự nhạy bén trong từng tình huống phòng ngự. Trong vài phút đầu tiên, anh đã buộc Victor Wembanyama, một trong những ngôi sao trẻ sáng giá nhất hiện nay, phải mắc 2 lỗi dẫn đến mất bóng. Sự chủ động và tinh thần chiến đấu của Thompson ở mặt trận phòng ngự đã khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Anh không chỉ là một tay ném xuất sắc mà còn là một cầu thủ toàn diện, có thể cống hiến ở cả hai đầu sân. Trong khi nhiều người cho rằng tốc độ di chuyển ngang của Thompson đã suy giảm sau những chấn thương, màn trình diễn của Spurs lại chứng minh điều ngược lại. Thompson cho thấy rằng anh vẫn có thể di chuyển nhanh nhẹn khi cần thiết, đặc biệt là trong các tình huống phòng ngự trên vòng ngoài. Những pha tranh chấp bóng quyết liệt của anh không chỉ giúp cho Mavericks duy trì lợi thế trong trận đấu mà còn tạo ra một bức tường phòng ngự vững chắc, khiến đối thủ phải dè chừng. Trong khi Klay Thompson tỏa sáng rực rỡ ở Dallas, fan của Warriors không thể không nhìn vào màn trình diễn của anh với một sự suy ngẫm. Nhiều người hâm mộ từng cảm thấy vui mừng khi đội bóng của anh chiêu mộ Buddy Hield, tay ném mà họ tin rằng sẽ thay thế hoàn hảo cho Thompson. Nhưng màn trình diễn đầy thuyết phục của Thompson trong trận đấu này đã khiến những người chỉ trích phải im lặng. Buddy Hield là một tay ném giỏi, không thể phủ nhận điều đó. Nhưng việc liệu anh có thể lấp đầy khoảng trống của Thompson để lại tại Warriors hay không vẫn còn là một dấu hỏi. Trong khi đó, Thompson đang từng bước khẳng định giá trị của mình tại Mavericks, và nếu anh có thể duy trì phong độ này, Dallas vẫn sẽ là một đối thủ đáng gờm ở khu vực miền Tây. Thậm chí, việc họ tái hiện thành tích đi đến chung kết tổng như mùa giải trước là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Màn trình diễn của Klay Thompson trong trận đấu với San Antonio Spurs không chỉ là một chiến thắng đơn thuần cho Mavericks mà còn là một chiến thắng cá nhân cho chính Thompson. Sau tất cả những lời chỉ trích và nghi ngờ, anh đã chứng minh rằng mình vẫn có đủ sức cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất với sự hỗ trợ và niềm tin của Luka Doncic. Thompson đã không chỉ vượt qua những thử thách về thể chất mà còn vượt qua những rào cản tâm lý để một lần nữa tỏa sáng rực rỡ. Câu chuyện của Klay Thompson là một bài học về sự kiên nhẫn, sự tự tin và ý chí không bao giờ bỏ cuộc. Trong hành trình tái sinh này, anh không chỉ trở thành một biểu tượng cho Mavericks mà còn là niềm cảm hứng cho tất cả những ai đang tìm kiếm sự khẳng định lại bản thân. Và với những gì anh đã thể hiện, người hâm mộ Mavericks có quyền hy vọng vào một mùa giải thành công, nơi Klay Thompson sẽ tiếp tục là một ngọn lửa không bao giờ tắt trên sân bóng.